Cuộc tỉ thí bia giữa ăn sập và Ngoa Food cùng với bếp trưởng và tiểu mần thầu. Hello 500 anh em, lại là ăn sập Hà Nội đây, và hôm nay tôi cùng chị Ngoa Food sẽ solo với cả anh bếp trưởng con tiểu mần thầu để giành một chiếc vé đi ăn nhà hàng miễn phí, tức là ai thua người đó bao đó. Và như các bác đã biết kết quả rồi đấy, cuộc sống luôn mỉm cười với những người lười biếng. Đánh xong con 8 rồi mà mất cái thì đổ tại số chứ đổ tại ai. Thế là hôm nay được một bữa miễn phí. À, anh bếp trưởng đang chỉnh lại quả ghế để đón anh em đi ăn ấy. Nghe đồn con xe này của anh loanh quanh đâu khoảng 6-7-8 tỷ gì đấy, chắc cũng tầm khoảng căn biệt thự có gì đâu. Tưởng anh dẫn đi đâu, hóa ra cuối cùng là ra nhà hàng A Béo của anh Kiều Văn Thái. Đúng là những cái con người nó cùng làm về ẩm thực, nó có tâm hồn đồng điệu với nhau hay sao mà lại quen nhau hết thì không biết nữa. Đầu tiên là định đợi cả bàn đồ ăn lên cho các món nó quay cho nó đẹp cơ, mỗi tội là toàn các cao thủ diệt mồi ngồi đây anh em ạ. Nhoáng cái thì đã hết một đĩa rồi. Cái món này tôi ăn là món trâu cháy tiêu xanh anh em ạ. Anh Thái thì bảo anh ăn rồi nên là chỉ ngồi uống rượu với cả anh em thôi. Cái đoạn này là cái đoạn mà anh ấy đang giải thích cho tôi là lý do tại sao cái món trâu ấy nó lại mềm với cả thơm thế. Nói chung là đằng sau đó là cả cái bí quyết đấy các bạn. Tiếp đến là cái món trâu nhúng mẻ. Trâu thì mềm không nói làm gì rồi, nhưng mà cái nước mẻ này nó thơm với cả nó chua, chua ăn ngon thực sự luôn ấy. Tiếp đến là cái món nộm tiến vua bắp trâu này. Cái rau này là rau tiến vua ấy, ăn nó còn ngon hơn cả bắp trâu anh em ạ. Còn cái món trâu xào hạt điều ấy tôi thề là lạ thật, mà tôi ăn không quen lắm nên là không thấy ngon bằng hai món đầu. Nói chung là một đống đồ này anh em nhậu với nhau cũng sướng, mỗi tội là tôi uống được ít quá. Tiếp đến là cái nồi lẩu nghi ngút khói này. Đây là lẩu cá lăng nha anh em. Còn cái con cá lúc mà chọn đầu ấy, mới vào tôi có đi chọn với cả anh bếp trưởng thì tôi quên quay bố đoạn ấy mất rồi. Nói chung là một con cá 3 cân tươi ngon chế biến cho anh em này thành lẩu ấy, xong thành một số các món như là cá lăng hấp hạt sen này, miếng cá chín mềm thơm ngon chấm cùng một tí nước mắm tỏi ớt, úi dồi ôi đúng chuẩn luôn. Tiếp đến thì cái món cá lăng sông hơi này thì anh ấy có đổ tí rượu vào để cho nó dậy hương lên anh em ạ, thế nó mới chín được. Đây úi dồi ôi mở ra đây ngon chưa. Nói chung là một mâm nhậu này hết khoảng 1,8 triệu nha anh em, khoảng 6 người tôi tính hợp lý đấy.